Nguyên Audio xin kính chào quý vị và các bạn đam mê đài cassette cổ trên khắp mọi miền. Tiếp tục hôm nay, xin hân hạnh được giới thiệu tới quý vị và các bạn một siêu phẩm của hãng cassette đến từ đất nước Nhật Bản. Đó là chiếc đài cassette cổ Toshiba S98. Thưa quý vị, một chiếc đài rất là đẹp và cổ kính hôm nay mới về tại cửa hàng Nguyên Audio. Hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2021. Chiếc đài Toshiba S98 này thì hàng rất hiếm về Việt Nam chúng ta, nó là hàng nội địa của Nhật Bản quý vị nhé. Hàng nội địa của Nhật Bản nó sử dụng điện 100 và những chiếc đài này thì chỉ có ở bên Nhật thôi, chứ còn nó không xuất đi nước nào cả. Và Nguyên Audio phải đấu giá bên siêu thị Nhật Bản về thì mới về được cửa hàng. Quý vị nhìn thấy đây, nó sử dụng 6 chiếc loa trên một chiếc đài quý vị nhé, 6 chiếc loa và hai chiếc loa giữa đây thì có chữ Toshiba đây, rất là đẹp, có đầy đủ hai loa bass, hai loa trung chép đầy đủ quý vị nhé, và rất nhiều các nút vi tinh chỉnh trên chiếc đài này. Nó chạy hai cửa băng cassette này, hai cửa băng cassette và có radio AM và FM tần số 108 và nó có đường phone phone vào AUX quý vị nhé. Đây ạ, có đường phone này, phone AUX để chúng ta kết nối các thiết bị thông minh vào. Ngoài ra thì nó còn rất nhiều các vi tinh chỉnh, volume to nhỏ này, vi tinh chỉnh chép, vi tinh chỉnh bass này, vi tinh chỉnh để cho chúng ta thu băng này, đấy, rất nhiều. Và đặc biệt thì chiếc đài này thì có hai đồng hồ vu hiển thị công suất của loa rất là lớn. Nó lắc theo điệu nhạc đây quý vị nhé. Đây là hai chiếc đồng hồ vu này, lớn, rất là đẹp. Và toàn bộ cái mặt hiển thị tần số ở đây thì có đèn báo màu xanh rất là to, cái bảng của nó rất to nhé. Mặt kính đây thì của nó rất là trong này, mặt kính của nó trong vắt quý vị nhé. Đây là trên nóc, nóc của chiếc đài thì có hai dâu anten này, hai dâu anten để cho chúng ta bắt sóng radio ở những cái vùng mà khó bắt sóng nhất, thì đã có hai cái dâu anten này rồi. Đây là quai sách này, màu màu trắng xám rất là đẹp và cổ kính. Chiếc đài này thì series của nó là 255 21288 quý vị nhé. Nguyên Audio xin nhắc lại là số series của chiếc đài này là 255 21288. Nó có đường kính chiều ngang rất là to, có chiều ngang là 70 và chiều cao là 40, nặng trên 20 kg, trên 20 kg. Chiếc đài Toshiba S98 này quý vị nhé. Hàng thì được tuyển chọn rất là kỹ về nguyên bản, bao zin cho chúng ta nguyên bản 100%, hàng chưa gọi là đụng chạm bất cứ một thứ gì đâu nhé. Dây cô loa thì vẫn còn nguyên, chưa thay đâu ạ, bởi vì là nó vẫn còn hoạt động rất là tốt, băng chạy rất tốt, tua đi tua lại rất là tốt, nên là nó vẫn chưa phải thay quý vị nhé. Khi nào mà chúng ta sử dụng lâu mà không không chạy được thì lúc đấy chúng ta mới phải thay đến dây cô loa, và dây cô loa của nó bây giờ thì cũng khá là phổ biến, cũng rất là nhiều, chỉ khoảng 30.000 một bộ dây cô loa với bánh tì thôi quý vị nhé. Và bây giờ thì trước khi vào test thì cũng xin báo giá luôn cho quý vị và các bạn. Chiếc đài Toshiba S98 này đến từ đất nước Nhật Bản này thì có giá là 25 triệu 500 nghìn đồng. Và Nguyên Audio vẫn giao hàng toàn quốc. Mọi nhu cầu quý vị xin vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại là 0988 036 068 hoặc quý vị kết nối Zalo số 0358 237 899. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và bây giờ thì Nguyên Audio sẽ test mọi cái chức năng của chiếc đài này. Đầu tiên thì Nguyên Audio sẽ test cái radio đầu tiên nhé quý vị nhé. Cộng đồng doanh nghiệp rất là tin tưởng vào việc giải quyết cái thủ tục và giải quyết triệt để những cái vấn đề liên quan đến các cái kiến nghị. Thưa ông ạ, vậy thì từ những cái kết quả trong thực hiện cải thiện chỉ số PCI. Chân trời hay giang tay trao cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em, hãy bay cao tận chân trời. Hai, ba,
hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay cho cuộc đời và giờ đây tôi. Tiếp theo thì Nguyên Audio sẽ test băng cassette. Băng cassette thì rất là hay. Ở cửa băng số 1 này nó có một cái nút chạy nhanh chạy chậm đây. Quý vị có thể cho chạy nhanh chạy chậm tùy theo sở thích nghe của quý vị nhé. Đấy, nó rất là hay ở đấy. Và rất là hay ở một cái nữa là có cái đường AUX đây này. Thì quý vị chúng ta có thể kết nối với những thiết bị thông minh như điện thoại, laptop, máy tính vào, cắm điện thoại vào chúng ta nghe nhạc mạng rất là hay. Và sẽ test cho quý vị cái cửa băng số 1 đầu tiên. Cửa băng A này. Chiếc đài này thì tiếng bát của nó rất là mạnh quý vị nhé. Bởi vì đây là hai chiếc loa bát này. Hai chiếc loa bát này của nó bát rất là mạnh và rất là mềm. Càng nhìn anh yêu anh hơn và yêu anh mãi. Dù phút em Nguyên Audio chỉ để có chưa đến 50% bát thôi quý vị nhé. Chưa một nửa bát đâu ạ. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang dâng cao vời, mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu em đâu hay tình ta gian. Nguyên Audio sẽ cho chạy nhanh chậm nhé. Đây là chạy chậm này. Đây ở giữa này là số 0 này là 50 và giữa này. Chúng ta thì để giữa này là vừa phải này. Đây là chạy nhanh này. Rất là hay thôi khi. Nguyên Audio chỉ để ở mức số 0 là vừa. Nghe nó mới đúng cái tốc độ chạy của băng quý vị nhé. Cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Tiếp theo thì là cửa băng số 2 này. Nguyên Audio rất thích chiếc đài này bởi vì chất âm của nó thì rất là hay. Cái này thì được ra đời vào những năm thập niên 1980 quý vị nhé. Trời mang nhiều chớ treo chi, người chưa hề biết quên gì, sao ngồi gần như tình nhân. Nó cũng đã trên dưới 40 năm rồi nhưng mà vẫn còn hoạt động rất là tốt. Tất cả thì đều hoạt động hoàn hảo quý vị nhé. Xin được dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn video test tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của Nguyên Audio. Xin chân thành cảm ơn.